Rồi bây giờ này tất cả lớp nhìn lên đây nè. Lớp nhìn lên đây, thầy hướng dẫn các em cái cách sử dụng con chuột trên laptop để mình không phụ thuộc vào cái con chuột ngoài, chuột tai nữa ha. Còn nếu mà mình không chịu làm thì mai mốt mình cầm cái laptop mình đi mình sử dụng thì nó nói mình hay lúa thiết bị hay không. Ta cười mình không biết tại sao luôn. Đây. Rồi. Bây giờ con chuột ngoài thì các bạn sử dụng là các bạn sử dụng những cái chức năng sau đây nè. Chức năng đầu tiên là lít chuột trái. Thì trên đây là chuột trái nè. Được chưa? Chuột trái thì có lít một cái rồi lít chuột. Còn đớp lít hai cái liên tục. Ở tập trung nghe được đó. Các em đừng có lạc trôi gì đâu, hai tập trung đây. Thấy chưa? Rồi, bây giờ chuột phải nè, chuột phải thường là lít cái nè. Có chưa? Trên cái máy X20i là các bạn thấy là nó có hai con chuột trái chuột phải luôn. Nếu các bạn để ý đây nè, chuột trái nè, chuột phải luôn nè. Nằm dưới nè. Được không? Các bạn thấy có thiếu gì không? Rồi, giờ tiếp tục nè. Tiếp tục. Trên đây nó có một cái nút màu đỏ, nó gọi là cái checkpoint. Ha, checkpoint. Con vô đi, cứ tự nhiên xem sao nè. Rồi nó gọi là cái checkpoint là màu đỏ đỏ này các em. Là cái này nó có tác dụng gì? Con tạm thời ngồi tí xíu đi ha. Tí ngồi qua bên kia ngồi đợi xíu đi rồi xíu lấy máy cho. Rồi cái checkpoint này làm gì? Các bạn sử dụng một ngón tay thôi, ngón trỏ này nè, các bạn chạm vô nó. Giữ nó, giữ chặt nó, một ngón thôi. Các bạn á di chuyển cái ngón tay về hướng nào thì cái con chuột trên màn hình nó sẽ di chuyển về hướng đó, cực kỳ nhanh. Dân kỹ thuật là người ta sử dụng cái này rất là nhiều. Được không? Cực kỳ nhanh luôn. Rồi, cách thứ hai để di chuyển chuột trên màn hình là các bạn dùng một ngón tay luôn. Nhưng mà các bạn chạm vô cái gọi là cái touchpad này nè. Touch là chạm thôi, pad là cái bảng. Ha. Touchpad các bạn chạm thì các bạn rà cái ngón tay mình đi về hướng nào thì cái con chuột trên màn hình nó di chuyển về hướng đó. Vậy thì di chuyển chuột được chưa? Được. Ok, rồi. Chức năng nữa nè. Khi các bạn vô trang web thì lấy ví dụ như các bạn vô cái trang web mà nó dài quá, nó có cái thanh cuộn bên phải đúng không? Thì bây giờ các bạn cuộn xuống, cuộn lên thì con chuột ngoài là các bạn dùng cái bánh xe đó. Các bạn dùng cái ngón, các bạn lăn cái bánh xe đúng không? Trên đây đơn giản lắm. Nãy dùng một ngón thôi, giờ hai ngón. Hai ngón các bạn chạm vào đây nè. À, các bạn chạm vào đây, các bạn di chuyển. Bây giờ thầy làm ví dụ như em là ron, bút ron này phải không? Các em chạm hai ngón các bạn kéo xuống, đi xuống nè. Đẩy lên, nó đi lên. Mà nó có quán tính luôn nha. Rồi các bạn, nếu mà các bạn kéo xuống, các bạn giữ nó thì nó tự động nó chạy xuống luôn. Các bạn không cần kéo nhiều lần, được không? Tự động đi xuống, đó, tự động đi lên. Rồi nó đi qua đi lại luôn. Đi qua đi lại, ví dụ nó có thanh cuộn này là đi qua đi lại thì các bạn ron qua ron lại được luôn. Tiện không? Con chuột ở bên ngoài nó không có ron qua ron lại được, nó chỉ ron lên rồi xuống thôi. Thấy chưa? Nó còn nhiều tính năng hơn nữa đó. Rồi. Tiếp tục nữa nè. Giờ nó còn chức năng nữa. Chức năng này là con chuột ngoài không có, là phóng to màn hình. Các bạn dùng hai ngón này. Ok, hai ngón này nha, hai ngón này, ngón cái với ngón trỏ. Ok, rồi, các bạn đặt lên đây. Ha, khi mà các bạn khép nó lại. Khép nó lại thì cái màn hình này nè các bạn, cái màn hình trên này nó sẽ zoom xuống nhỏ lại, thu nhỏ lại. Các bạn phóng to lên thì nó sẽ zoom rồi zoom out. Đây, zoom out này. Phóng to lên, phóng to này. Phóng to này. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi các bạn phóng nhỏ lại, các bạn khép nó lại. Khép nó lại. Khép nó lại. Understand? Có. À, tại thầy phóng nhiều quá. Understand? Được chưa? Rồi. Sau này mà các bạn dùng những cái dòng máy mà Mac OS, xài Mac hệ thống Mac OS, MacBook á, trắng trắng, mỏng mỏng nha. Nó chạm một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, năm ngón luôn. Tức là tùy theo cái số lượng ngón tay mà chạm trên cái touchpad này mà nó sẽ điều khiển khác những chuột khác nhau. Tính hay. Cho nên bây giờ các bạn hoàn toàn không cần phải sử dụng cái chuột ngoài nữa. Năm nay lớp 9, lớp 6 là bây giờ thầy tập nó là không sử dụng chuột ngoài. Thu lớn được, thu nhỏ được. Được, thu nhỏ được á. Để thu nhỏ cho coi nè. Con bất ngờ lúc thu lớn được gì nữa chứ. Ngồi giờ nặng nó chứ. Kỳ lắm. Thu nhỏ được, thu nhỏ được. Các em thử đi, các em thử đi. Các em thử cho máy. Rồi. Rồi còn cái gì nữa? Còn chuột còn tính năng gì chưa sử dụng gọi là cần sử dụng nữa? Nói luôn. Còn tính năng gì của chuột ngoài làm được mà các bạn cần thì giải thích trên đây. Được chưa? Đủ chưa? Rồi. Rồi tại sao các bạn phải nghe tai nghe thầy cho? Bạn nghe tai nghe là nguyên nhân gì? Nguyên nhân là
mình không có làm phiền người xung quanh. Chơi cái laptop này nó có cái loa ngoài luôn, các bạn mở nhạc nghe loa ngoài luôn. Nhưng mà nếu mà ai nghe loa ngoài thì cả lớp nó ồn lắm. Cho nên các bạn cứ đeo tai nghe vô mà nghe. Được không? Thì từ rài sắp lên mà bạn nào mà hỏi thầy là thầy ơi cô chuột đâu rồi? À thì thầy chê hai lúa đáng chịu nha. Ok. Ok, hai lúa. Rồi, được chưa nè? Ok. Thầy ơi.